Chị đưa live stream. Đẹp quá trời luôn. Cái này cung đình của vua Khải Định nè. Dòng qua đây. Chị đi vô mấy chỗ này là chị chỉ phái quay phim thôi chứ không có phái chụp hình. Quay phim coi nó đã hơn. Vô chổng coi ông vua ngồi trong kìa. Quay rồi, chị mới quay chổng đi ra nè. Vô đây nó mát lạnh đã dễ sợ luôn á. And Him Sen, this is the last king of Vietnam, the last king from Nguyễn Dynasty, the last king, the last emperor. Okay? But this Him Sen, no, don't know Vietnamese. Em đây. Hello. Vô vô Khải Định nha, tôi kêu định. Quay trên Facebook nè, chứ quay trên TikTok nó đánh sập à. Đi nơi này đi nhiều điểm lắm mà. Qua ra nữa đó. Đây là công vòng, đây là có chỗ này. Hết rồi đó. Có chỗ này hả? Không? Chua quá hả? Chua quá hả? Đậu mà mì chua nằm chát. Đây đi qua bển nè.